Xin kính chào quý vị khán giả, Minh Huyền rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Ngày 5 tháng 7 tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan để đánh giá tình hình công tác giải quyết hồ sơ án tử hình và thi hành án tử hình trong thời gian qua. Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, các Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao và ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác giải quyết hồ sơ án tử hình và thi hành án tử hình là vấn đề rất hệ trọng, liên quan đến sinh mạng con người, cần được xem xét, giải quyết và tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, nhân văn, nhân đạo, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu thượng tôn hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền của người bị kết án tử hình theo đúng quy định. Thời gian qua, các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương đã phối hợp chặt chẽ, xem xét, giải quyết hồ sơ án tử hình, quản lý giam giữ và thi hành án tử hình bảo đảm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế, cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Chủ tịch nước yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật, phân định rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tăng cường công tác phối hợp, tiến hành kiểm tra, rà soát thường xuyên, liên tục, thực hiện có hiệu quả công tác này, bảo đảm hiệu lực pháp luật được nâng cao. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan cần nghiên cứu, đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành về hình phạt tử hình và thi hành án tử hình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.